Thị trường căn hộ tại Hà Nội đang có những chuyển biến đáng kể sau những nỗ lực kích cầu của các chủ đầu tư vào dịp giáp Tết nguyên đáng. Trái với phân khúc đất thổ cư vẫn còn trầm lắng, thị trường căn hộ tại Hà Nội từ hơn một tháng nay đã có bắt đầu khởi sắc khi các sàn giao dịch bất động sản đã có nhiều tin để đăng và tuyển thêm nhân viên kinh doanh. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, chỉ tính trong quý 4 năm 2013, thị trường đã ghi nhận gần 1.200 giao dịch thành công với tổng giá trị hơn 3.200 tỷ đồng số lượng tồn kho ở phân khúc căn hộ chung cư đã giảm trên 20%. Để có sự lạc quan này, các chủ đầu tư đã phải tung khá nhiều chiêu từ khuyến mãi, giảm giá, hỗ trợ lãi suất, thậm chí là mạ vàng lan can căn hộ. Các dự án có tính thanh khoản cao gồm có CT3 Cổ Nhuế, chung cư Resco Cổ Nhuế, Tây Hà Tower. Một số chủ đầu tư đã chấp nhận chia sẻ lợi nhuận với các đơn vị bán hàng như tăng chiết khấu, hoa hồng cho các sàn giao dịch bất động sản. Đối lại, các sàn giao dịch bắt buộc phải ứng trước từ 20 đến 30 căn hộ, thay vì chỉ đặt cọc dâm 3 tỷ đồng như trước.